Hello, xin chào anh em, mình đã quay trở lại rồi đây. Và vậy là chúng ta đã kết thúc một cái mùa nghỉ Tết khá là buồn chán, là nhàm chán và buồn tẻ. Mình nghỉ Tết chán lắm anh em ạ. Rồi, vậy thì hôm qua mình có nói với anh em là mình hôm nay sẽ làm một cái clip để giới thiệu với anh em về cách làm màu này. Hôm qua lướt trên Poco thấy có cái màu này hay quá, thì thấy rất nhiều anh em có vẻ thích cái màu này. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip dựa trên cái sơ tóc của em Hot Girl Trâm Anh này. Mình có thấy cái setup này ở trên mạng, thì nếu như setup này của bạn nào share của mọi người biết đây là setup của ai thì mọi người tag bạn ấy vào giúp mình nhé. Và mình cảm ơn bạn đã share setup này lên mạng. Rồi, mình sẽ biến em Trâm Anh này từ đây thành như thế này. Đấy, nó kiểu kiểu như thế này. Để bỏ cái thằng này ra đã. Đây, nó sẽ có cái màu giống như cái màu ở bên này. Đấy, vậy thì hôm nay giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái việc mà fake cái màu như thế này nhá. Ok. Và trước khi làm thì mình xin giới thiệu một chút là trong cái tháng 2 này mình có đang mở cái khóa tiếp theo Beauty Pro vào tháng 2 năm 2020 này, vào 3 ngày 18, 19 và ngày 20. Thì mọi người muốn biết về thông tin của cái khóa học này thì mọi người vào Facebook của mình và mọi người kéo xuống nhé. Thì nó sẽ có cái bài là khai giảng về khóa học, và ngay trên bài đấy đó là cái bài mà mình có làm một cái clip YouTube về tổng quan các cái kiến thức mà chúng ta sẽ học được trong cái khóa học này. Thì tất cả những cái kiến thức này với cả những cái gì mà mình dạy cho các bạn, hay là cái ánh sáng các thứ ấy, nó đều link với nhau, nó đều kết nối với nhau hết. Cho nên là các bạn đừng nghĩ rằng các bạn học một khóa này là các bạn chỉ học được những kiến thức này. Các bạn có thể sẽ học được những cái kiến thức khác trong cái khóa này. Và trong thời gian tới mình sẽ mở ra khóa Lighting nhá. Trong tháng 3 mình sẽ mở khóa Lighting. Ok các bạn. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại vào vấn đề chính của ngày hôm nay. Đó là chúng ta sẽ fake màu của cái này. Rồi, vậy thì bây giờ trước khi chúng ta fake màu thì như bao giờ mình, các bạn đã xem các cái kênh của mình rồi thì các bạn đều biết được rằng đó là cái việc, cái quan điểm của mình về cái việc màu nó rất chi là quan trọng ở cái vấn đề về ánh sáng. Chúng ta cần phải tìm một cái setup nó tương đồng. Ví dụ như các bạn nhìn thấy ở đây cái setup, các bạn cần phải đánh giá cái setup. Đừng nhìn vào màu vội. Cái đầu tiên khi các bạn, mình nhớ mình dặn với các bạn này, khi các bạn nhìn vào một cái setup các bạn làm ấy, thì các bạn cần nhớ được rằng là các bạn cần phải nhìn vào cái ánh sáng của cái setup đấy. Các bạn cần phải xác định nó là ánh sáng cứng hay ánh sáng mềm như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy được rằng đây là một cái ánh sáng nó rất chi là mềm. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ vào và nó bao xung quanh phòng, và nó tạo ra một cái ánh sáng cực kỳ mềm, không có bất kỳ một cái sự tương phản nào. Và quan trọng nhất là trong cái setup này về ánh sáng là tất cả mọi thứ chúng ta đều nhìn thấy chi tiết. Thậm chí kể cả ngoài này chúng ta nó cũng không mất hẳn chi tiết đâu nhá. Ok, vậy thì đó là lý do vì sao mà mình phải chọn một cái tấm ảnh như thế này của Trâm Anh để mình làm. Tại vì sao mình có thể nhìn thấy được là ok, bạn ấy cũng mặc những cái đồ sáng, những cái đồ nó tương đồng. Cái quần này nó cũng hơi cái màu hồng hồng giống ở bên này. Đấy, thì đó là lý do vì sao mình sẽ chọn cái setup này của Trâm Anh. Còn nếu như các bạn mà chọn một cái setup mà có cái sự tương phản về ánh sáng quá lớn ấy, cái độ tương phản quá cao, cái sự contrast nó quá cao ấy, thì mình khẳng định luôn ấy là các bạn sẽ không thể làm ra được cái màu này. Tại vì nó liên quan đến ánh sáng đầu tiên. Đó là lý do vì sao mà dù mình có dạy gì, kể cả mình dạy beauty, mình dạy bất kỳ một cái gì, mình luôn nhắc các bạn một câu, đó là cái ánh sáng là cái quan trọng nhất. Đầu tiên các bạn phải làm ra cái ánh sáng giống đã, thì các bạn mới nghĩ đến cái việc đó là các bạn fake được cái màu. Còn khi các bạn làm không có ánh sáng không giống, đó là lý do vì sao mà các bạn có thể thấy được rằng là các bạn dùng preset hay các bạn lấy các preset ở trên mạng về, các bạn add vào ảnh các bạn, nó không giống là đương nhiên rồi. Tại vì sao? Vì cái ánh sáng nó chụp nó khác. Bây giờ ví dụ các bạn thấy một cái preset ở trên rừng chẳng hạn, nó có rất nhiều màu xanh lá cây, hoặc là ở trên rừng, thì đồng nghĩa với ánh sáng khi mà nó chiếu xuống nó sẽ bị cây nó che phủ, có nghĩa nó rất chi là mềm. Nhưng các bạn lại dùng cái preset đấy các bạn mang ra ngoài biển, đó là điều không thể được rồi. Ngoài biển thì ánh sáng nó rất chi là gắt, còn không có màu xanh lá cây nữa. Đó là lý do vì sao mà các bạn áp preset thì chắc chắn là không bao giờ được. Cho nên mình luôn khuyên các bạn rằng là các bạn hãy nhớ kỹ rằng là cái ánh sáng là cái quan trọng nhất. Sau khi có ánh sáng rồi thì cái việc tiếp theo các bạn mới nghĩ đến là các bạn làm màu như thế nào. Đấy, rồi như mình vừa phân tích rồi thì các bạn có thể nhìn thấy qua được là tổng quan của hai bức ảnh này là khá là giống nhau. Và mình có một cái thói quen, đó là mình làm màu dựa trên, ok nó phải dựa trên cái kiến thức của mình, nhưng mà mình làm màu nó feel. Cho nên là mình sẽ không có bất kỳ một cái công thức nào. Đó là lý do vì sao mà mình sẽ không thể chỉ các bạn chính xác các cái bước ra được. Mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái hướng, các cái tư duy để các bạn làm được ra cái màu như thế này nhá. Và sau đó mình sẽ dùng đúng những cái layer cũ của mình, chứ bây giờ bảo mình làm lại thì nói thẳng câu là mình chịu. Mình không có cái trình độ như vậy, tại vì đối với mình Photoshop nó chỉ là công cụ thôi. Còn tất cả những cái mà làm thế nào ra được cái ý mình muốn ý, nó là phải phụ thuộc vào kiến thức. Rồi, thì như vậy thì với cái bức ảnh này thì mình có sử dụng cái phần mềm là đây.
MBP Column FX này này, cái này mình có giới thiệu trong cái bài tư duy nhái màu ở trên Facebook của mình ấy, để mình chạy ra được cái color palette này gồm có 5 màu, và 5 màu này nó sẽ chạy từ vùng tối nhất cho đến vùng sáng nhất. Nó tượng trưng cho nó chính là cái color palette, nó là tập hợp các cái màu sắc từ tối nhất đến sáng nhất của cái tấm ảnh này. Thì đây là 5 cái màu mà mình lấy được. Thì như 5 cái màu này mình thấy được ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy đây là màu vùng tối nhất. Đây là màu ở vùng tối nhất. Đây là màu ở vùng tối nhất, và mình sẽ bấm vào đây. Đây là màu ở vùng tối nhất. Đấy, 255188. Đây các bạn nhìn là cái thanh thông số đây. Hue nó là 255 này, 18 này, 89 này. Hue là màu, saturation là đậm nhạt. Bright là B là chính là giống như cái lu cái HSL chữ L ấy. B là brightness, nó cũng chính là luminosity, độ sáng của màu. Đấy, nhưng mà mình quan trọng nhất là cái thông số hue là 255. Và cái thông số ở cái vùng sáng nhất, vùng tối nhất là như vậy là 255. Còn thông số ở vùng sáng nhất là bao nhiêu? Thông số ở vùng sáng nhất là 330. Đấy, đó là lý do vì sao cái bước đầu tiên mà mình làm ấy, mình sẽ ám cái màu tối nhất và sáng nhất vào cái vùng shadow và highlight. Còn mình ám như thế nào thì mình sẽ chỉ các bạn. Mình sẽ Ctrl Z bức ảnh lên, đây hoàn toàn là JPEG nhá. Mình sẽ ấn Ctrl Shift A để mình quay cho nó về cái phần gọi là camera raw. Mình sẽ vào cái trong này và mình sẽ ám. Lúc nãy mình nhớ được rằng là shadow là 255. Ô, quên rồi. Đợi mình tế, mình xem lại. Shadow là 255, vậy thì highlight là bao nhiêu? 330. Shadow là 255 và highlight là 330. Shadow là 255. 255. Và cái này là 330. 330. Đó. Thì đầu tiên là mình sẽ ám cái này vào. Đấy, mình sẽ cứ kéo thử lên như thế này. Chúng ta phải kéo thử đã và chúng ta cảm nhận. Thì ví dụ trước sau khi mình ám màu như thế này xong, mình cứ để tạm nó như này đã. Mình sẽ quay về vấn đề tiếp theo là mình phải cân chỉnh về vấn đề đó là cái sáng tối tương phản của bức ảnh này. Tại vì mình thấy bức ảnh của mình nó đang hơi bị sáng hơn so với cái bức ảnh kia. Rồi và thêm một cái nữa đó là cái màu da của mình nó đang hơi bị đỏ hơn, đó là lý do vì sao. Hơi bị đỏ hơn. Đó là lý do vì sao mình sẽ tăng saturation lên một chút cho nó vàng lên một tí. Mình muốn cái da nó bằng vàng ấy, thì cái da ở bên kia nó cũng hơi ám vàng. Đó, da nó hơi ám vàng như thế này. Đấy, và sau đó mình sẽ quay vào đây. Mình sẽ điều chỉnh về cái này. White balance mình sẽ thiên về cái tông này, mình cảm nhận rằng nó thiên về tông màu hồng đó. Lý do vì sao mình sẽ thiên về highlight nhiều hơn, nhưng mình không thiên về shadow. Đấy, thì đấy là cái cách đầu tiên nhá, là các bạn sẽ phải ám cái hue của cái vùng của cái tấm ảnh mà các bạn tìm được vào vùng shadow, vào vùng highlight và vùng shadow ở đây. Sau đó các bạn đã bắt đầu cân chỉnh theo mắt của các bạn. Các bạn đừng nghĩ rằng là các bạn sẽ có một cái thông số nào nhất định. Mình không bao giờ dạy bất kỳ một ai đó là làm theo thông số nhất định, tại vì không có bất kỳ một cái thông số nào nhất định cả. Và cho đến cùng ý, màu sắc nó là cảm nhận. Các bạn làm càng nhiều thì cảm nhận của các bạn càng tăng. Tấm ảnh này ý, mình chỉ fake trong vòng có khoảng độ tầm 5 đến 7 phút. Nhưng đó là vì sao? Vì mình fake rất rất nhiều màu, rất nhiều ảnh rồi. Cái cảm nhận của mình nó lên rất chi là nhiều. Chứ mình không bao giờ dạy các bạn theo cái vấn đề đó là cái thông số này phải để bao nhiêu, thông số này phải để bao nhiêu, không có cái chuyện đấy. Đấy, thì sau khi mình làm tất cả các thứ như vậy thì các bạn có thể ấn OK ở đây. Thì đây là tấm ảnh mình làm, và đây là cái tấm ảnh mà mình làm được cái lúc mà mình đang ngồi tập trung làm một mình. Đấy, và cái bước mình làm ra cái tấm ảnh này y hệt như vậy. Y hệt hoàn toàn như vừa rồi mình chỉnh. Có thể các bạn thấy rằng là cái shadow của nó, cái thương phẳng nó hơi bị giảm đi một chút. Tại vì mình thường có cái thói quen đó là giảm cái thanh contrast đi, vì mình thích cái sự mềm mại, chứ mình không thích cái sự mà chênh lệch giữa sáng và tối quá cao. Rồi, sau đó thì bây giờ mình sẽ nhìn thấy đến cái vấn đề tiếp theo. Mình sẽ nhìn thấy rằng là ở đây cái da của chủ thể của mình nó đang sáng hơn so với cái da của người mẫu ở trong cái tấm ảnh này. Các bạn nhìn thấy không? Da của Trâm Anh đang bị sáng hơn. Đó là lý do vì sao mình dùng cái, đây là cái bước mà mình làm giảm cái màu, giảm cái độ sáng của da, và giảm thêm một nữa là tấm ảnh của mình nó đang hơi bị sáng hơn quá nhiều. Vì ánh sáng ở trong tấm ảnh này, mình đang ngồi quá gần cửa sổ. Đó là lý do vì sao ánh sáng mình vào rất nhiều. Đó là lý do vì sao mình cũng sẽ giảm cái ánh sáng ở trên cái bức ảnh của mình đang fake đi. Bằng cách nào thì đơn giản thôi, mình sẽ lập một cái lớp Selecting Color. Sau đó mình sẽ chọn vào công cụ đó là Luminosity. Thì cái công cụ Luminosity là gì? Công cụ Luminosity này là chúng ta chỉ tác động vào ánh sáng của màu, chúng ta không tác động vào độ tương phản của màu, và chúng ta không thay đổi cái độ hue của màu. OK, ví dụ như thế này các bạn có thể nhìn thấy được đây.
Đó, các bạn có thể nhìn thấy, các bạn có thể ở cái vùng red với cả vùng yellow, nó là hai cái vùng mà nó liên quan rất nhiều đến cái vấn đề ánh màu sắc ở trên da, ánh sáng ở trên da. Đó là lý do vì sao mình sẽ cân chỉnh ở trên này. Đấy, mình sẽ cân chỉnh như thế này, làm sao cho cái da nó tối đi một cách hợp lý. Và nhớ là nó phải hợp lý đấy nhá, chứ không được đấy. Ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn các cái công cụ để các bạn làm nó thôi. Còn cái việc mà kéo như thế nào các bạn hãy phải tự cảm nhận nhá. Mình sẽ không dạy được cái cảm nhận này đâu. Và mình khuyên các bạn là các bạn nên tập cảm nhận nhiều, fake màu càng nhiều thì các bạn cảm nhận càng tốt. Đây là cái việc mà mình đã hạ cái tông da xuống. Sau đây các bạn nhìn trước sau này. Đấy các bạn thấy không, tông da đã tối xuống. Nhưng sau đó mình sẽ tiếp tục can thiệp vào vấn đề cái lớp white này bằng cái vết. Mình muốn là cái bức ảnh nó còn tối xuống nữa. Tại vì sao? Vì như mình nói rồi là bức ảnh lúc nãy mình thấy bức ảnh của mình nó đang hơi bị sáng hơn quá, vào neutral này cũng thế. Can thiệp ở đây. Đấy, đừng quá mức, đừng quá mức. Rồi, thì các bạn thấy trước, sau, trước, sau. Rồi, thì đây là cái lớp mà mình vừa mới giới thiệu các bạn cách làm. Còn đây sẽ là cái lớp mà mình làm ra cho các bạn, mà mình làm được. Đấy, thì nó cũng hoàn toàn là dựa theo cái công thức mình vừa nói. Để luminosity xong rồi, sau đó vào chỉnh ở các kênh red and yellow. Mình không nói với các bạn đó là thông số nào nhá. Tuyệt đối là không bao giờ nghĩ rằng là anh ơi thông số đấy là bao nhiêu nhá. Đừng bao giờ hỏi mình câu đấy, tại vì hỏi câu đấy là sai hoàn toàn. Rồi, sau khi mình đã ám màu và highlight, ám màu và shadow rồi, bây giờ sau đó mình sẽ giảm về cái độ sáng tối của bức ảnh xuống. Ok. Bây giờ mình sẽ tiếp tục sang một cái vấn đề nữa, đó là như mình có thấy ở đây, đó là ở đây mình còn ba cái màu như này nữa đấy mà mình chưa ám được, thì mình sẽ bắt đầu ám từng cái màu vào bằng theo cái cách như này. Đầu tiên là mình chọn cái màu này, đây các bạn nhìn xem, đầu tiên mình sẽ chọn cái màu này, đó là màu này, các bạn nhìn này, 340 1577 340 1577. Đấy, mình sẽ sử dụng một cái lớp, đó là lớp photo filter. Đây các bạn nhìn này, mình ám đúng cái lớp này mà 284 1088, hình như đây mình ám cái lớp khác rồi. Mình ám cái lớp 284, đây hình như mình ám cái lớp này trước này. Đây 284 1088. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thì mình sẽ tạo ra một cái lớp photo filter này, nó là lớp phủ màu. Đấy, thì khi các bạn vào lớp cái phủ màu này, các bạn chọn này, các bạn chọn đúng cái thông số mà các bạn vừa mới đánh vào ấy. Rồi, xong bắt đầu các bạn ấn OK và bắt đầu các bạn có thể chỉnh tăng giảm tùy theo cái ý mà các bạn muốn. Rồi, và trong cái trường hợp chính ở đây thì mình chọn đúng cái màu như vậy và mình ám vào như thế này. Đấy, density mình làm theo cảm nhận. Mình làm theo cảm nhận nhá, các bạn nhớ nhá, không có bất kỳ một cái gì gọi là thông số bao nhiêu đâu nhá. Ở đây mình thấy thông số 57 là hợp lý. Đây các bạn nhìn trước, sau, trước, sau, trước, sau. Rồi, tiếp tục nữa ở đây. Sau đến cái màu này, mình thấy cái màu này nó màu tối hơn. Màu này màu tối hơn cái màu này. Thì đó là lý do vì sao mình sẽ không dùng photo filter nữa, mà mình sẽ dùng color fill. Và mình để chế độ là multiply. Còn tương tự như vậy mình vẫn ám cái màu vào. Các bạn nhìn thấy một điều nữa là sau khi mình dùng multiply một cái này thì lập tức bức ảnh nó sẽ trầm đi thêm tí nữa. Đấy, bức ảnh trầm đi, nó đúng cái kiểu ra cái cảm giác về cái sự tương phản ở đây, về cái sự tương phản về ánh sáng ở đây, đúng cái cảm giác như vậy, chứ nó không bị sáng như lúc nãy nữa. Đấy, đó là lý do vì sao mà mình chọn cái lớp multiply này. Vì sao mình chọn lớp multiply về? Vì đơn giản thôi, cái màu này của mình nó tối hơn cái màu này. Đấy, như vậy là tổng quan là mình đã có được 4 màu ở trong cái bức ảnh này rồi. Một màu này, hai màu này, ba màu, bốn màu. Màu cuối cùng ấy nó chính là màu da. Nhưng trước khi chúng ta làm màu da ấy, thì mình cảm thấy rằng là cái tấm ảnh này của mình nó đang hơi bị đậm quá. Đây các bạn nhìn thấy bên này này, nó nhạt hơn rất chi là nhiều. Đó là lý do vì sao mình sẽ làm một cái lớp hue. Và đơn giản thôi, mình sẽ giảm saturation của tất cả cả màu ảnh xuống. Thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là sau khi giảm xong thì nó sẽ ra được như thế này. Đấy, màu đỏ quá bị quá nhiều thì nó đã mất đi màu đỏ. Rồi tiếp tục bước tiếp theo nữa, bây giờ mình sẽ làm về vấn đề là màu da. Các bạn nhìn thấy là màu da của mình bên này nhá, nó đang hơi bị hồng và đỏ hơn, còn màu da bên này nó thiên hơi một chút về hơi ám vàng một xíu. Đó là lý do vì sao mình sẽ vào lớp hue. Mình sẽ vào thanh hue. Và mình chọn vào kênh red. Sau đó mình sẽ tăng cái hue ấy lên một chút. Đây các bạn nhìn thấy này, khi mình càng đây mình sẽ tắt cái này đi, tắt cái này đi để làm một cái lớp riêng cho các bạn, để các bạn hiểu. Hue tiếp nè, hue nè, red nè. Đây các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn nhá. Đây, các bạn ví dụ các bạn kéo sang bên này, các bạn thấy da nó hồng đi rất nhiều. Được, cả chỗ red lại. Các bạn kéo sang bên này, vàng này. Đây, thì chứng tỏ nó sẽ nằm ở đâu đó trong cái khoảng này. À, ví dụ các bạn thấy lên nhiều quá đi, các bạn lại giảm saturation đi. Lúc này nó phải là thuộc về cái vấn đề cảm nhận của các bạn. Cảm nhận rất quan trọng, đừng bao giờ nghĩ rằng nó có một cái thông số nào nhé. Đấy, và sau khi mình đánh giá được như vậy thì đây là kết quả của mình.
Đây là cái màu da mà mình làm, và nó cũng khá là tương đồng so với cái màu da này. Rồi, và bước cuối cùng của cái tấm ảnh này đó là gì, các bạn nhìn thấy xem. Đó là cái áo này này, nó đang hơi bị ám tím nhiều quá. Và chính cái, các bạn nhìn để ý tổng thể, nên mình sẽ zoom ra một chút. Các bạn nhìn thấy tổng thể của cả cái bức ảnh này. Ok, da này với cả quần này, với cả đệm này, với cả rèm, với các thứ, khung cửa các thứ, nó đều đang khá là đồng màu với nhau. Tuy nhiên cái áo này nó đang mình nó một nhẽ này. Đó là lý do vì sao mình sẽ làm như thế này. Đơn giản thôi, đây là cái cách mình làm được các bạn nhìn này. À, nhưng mà làm thế nào để biết cái áo này nó màu gì? Các bạn vào hue, tiếp tục vào hue. Các bạn bấm vào ngón tay này, các bạn chỉ vào màu, nó sẽ ra cho các bạn màu magenta. Và lúc đó các bạn chỉ việc kéo màu magenta xuống, đừng kéo quá mức, các bạn kéo được một mức ở đó. Và nếu như kéo được không được thì các bạn sẽ kéo sang bên màu như thế này để cho nó ám đỏ vào. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, trước, sau, trước, sau, các bạn thấy không? Rồi, và đây là kết quả mà mình làm được. Đây. Đấy, nó rất chi là nhẹ. Các bạn có thể nhìn thấy vào lớp magenta trong này của mình là mình kéo bao nhiêu. Đấy, mình kéo 12-9. Nó thuộc về cảm nhận nhá, chứ không phải là các ông cứ nhảy vào các ông cộng 12 lên, các ông trừ 9 đi là chết tôi đấy. Không có cái chuyện đấy đâu. Đấy. Và cuối cùng chúng ta đã có được cái bức ảnh. Đương nhiên ví dụ mà làm xong bức ảnh này, các bạn thấy cái ở đây là hoàn toàn mình không hề làm da nhá. Mình chưa làm da gì cho bạn Trâm Anh này. Đấy, cho nên là có thể là da nó không được đẹp lắm, cho nên là mình cũng tạm thời bỏ qua cái vấn đề đấy. Ví dụ bây giờ các bạn muốn cái da của bạn Trâm Anh nó sáng hơn một chút nữa, các bạn có thể ấn Ctrl Shift A. Xong các bạn vào Luminance ở kênh Orange này này. Các bạn nâng sáng lên một tí. Nâng sáng lên một tí. Đấy, các bạn nhìn đây này. Cái da đã khác rồi. Đấy, nó là ở ý các bạn mà các bạn muốn nó như thế nào thôi. Đó, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái bức ảnh. Thì các bạn thấy từ nãy đến giờ mình chỉ cho các bạn hầu hết là các bạn cái cách mà các bạn đi, các bạn phải hiểu và biết được các bạn làm gì. Các bạn nhìn thế này, ở đây có rất nhiều người dùng curve, có rất nhiều người dùng color balance để làm màu. Có nghĩa là gì? Để làm ra một cái màu sắc ấy. Có vô vàn cách ở trong Photoshop. Ở đây mình không hề dùng curve, ở đây mình không hề dùng color balance, nhưng mình không hề nói rằng hai cái cách đấy là sai. Nó không có sai hay đúng ở đây. Cái vấn đề là các bạn phải hiểu rõ ràng rằng là các cái công cụ các bạn đang làm nó là công cụ gì và các bạn sử dụng nó như thế nào cho nó hợp lý. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Ở đây da của Trâm Anh thật là mình là thằng chuyên làm về da, cho nên là mình thấy da của Trâm Anh nó xấu ạ. Mình muốn cho nó mịn lên tí, chạy mịn thôi, đơn giản, easy. Đừng quá cầu kỳ. Vì sao? Vì đơn giản thôi, các bạn nên nhớ một điều rằng đây là cái tấm ảnh nó thiên về chân dung, chứ nó không phải thiên về làm da, cho nên nhiều khi các bạn chạy da cũng được. Ánh sáng của cái người chụp này là khá tốt. Ánh sáng người chụp cái tấm ảnh này nó khá tốt, nó rất chỉ là mịn đấy. Các bạn nhìn đây này. Nhiều người cứ bảo da không quan trọng, nhưng các bạn nhìn này. Tấm ảnh trước và sau khi làm da này. Các bạn thấy không? Trước và sau khi làm da. Ở đây thì tôi chỉ đơn giản là mình đang chạy mịn đấy nhá. Mình chưa làm bất kỳ một cái gì khác. Đấy. Thì như vậy là chúng ta đã có thể thấy được cái cách để mà làm ra một cái màu như vậy. Nó rất chỉ là đơn giản, chúng ta cần phải có tư duy. Và quan trọng nhất mình cần phải nhấn mạnh với các bạn rằng đó là khi mà các bạn chọn stop, hoặc là khi các bạn muốn chụp ra một cái layout nào nó giống như cái ý mà các bạn muốn, hoặc là các bạn nhìn thấy cái tấm ảnh nào các bạn muốn chụp như vậy, điều đầu tiên các bạn phải nhớ đó là ánh sáng, sau đó đồ trang phục. Các bạn hiểu chưa? Các bạn luôn luôn phải nhớ như vậy. Vì nếu như các bạn không có được những cái thứ như vậy thì các bạn sẽ không bao giờ làm ra được những cái tấm ảnh giống như cái ý mà các bạn muốn. Ok, vậy là clip như này là đã hoàn thành rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Và nếu như các bạn muốn tham gia vào khóa học của mình thì mình xin gợi ý lại đó là các bạn có thể theo dõi khóa học của mình trong tháng 2 này. Trong khóa học của mình là mặc dù mình dạy về beauty thôi, nhưng mình đều chia sẻ tất cả những cái kiến thức mà các bạn thắc mắc, những cái câu hỏi. Mình là một người luôn luôn hoan nghênh tất cả các câu hỏi. Đó là lý do vì sao các bạn nếu như có nhà hứng thì các bạn có thể tham gia vào khóa học này của mình vào 3 ngày 18, 19, 20 tháng 2 nhá. Mình ở đây mình viết nhầm đấy. 18, 19, tháng 20, tháng 2 năm 2020. Rồi, để mình sửa lại tháng 2 năm 2020. Rồi, rất cảm ơn. Và hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.